Xin kính chào toàn thể tất cả quý vị và các bạn, các bác và anh em đam mê âm thanh trên khắp mọi miền Tổ quốc đang cùng truy cập vào kênh YouTube của Phụ Kiện Audio. Mọi vấn đề về tư vấn, phối ghép hoặc đặt hàng sản phẩm, các bác và anh em có thể liên hệ trực tiếp với Phụ Kiện Audio qua số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình ở đây 0835318889. Các bác và anh em có thể nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo với em. Và chiếc màn nhỏ của các bác và anh em đây là hai dòng loa mid-bass của hãng Pioneer sản xuất, một dòng loa mid-bass với đường kính là 16,5 cm và một dòng loa mid-bass với đường kính là 14,5 cm, sử dụng để độ chế thay thế vào trong thùng loa cũ hoặc là dựng loa dòng loa mới. Và tất cả những cái mặt hàng này hiện tại đang có sẵn hàng tại Phụ Kiện Audio để phục vụ tất cả các bác và anh em về nhu cầu là thay thế loa cũ bên trong thùng loa hoặc là dựng loa dòng loa mới chuẩn bị chơi Tết. Ngay sau đây thì em sẽ giới thiệu chi tiết đến với tất cả các bác và anh em về hai dòng sản phẩm này. Và sau đó thì em sẽ test sản phẩm và cuối cùng là báo giá sản phẩm để các bác và anh em tham khảo. Đầu tiên thì sẽ là dòng loa mid-bass đường kính toàn vành là 16,5 cm. Đây là gân loa cao su này, những cái dòng loa mid-bass gân cao su thì tiếng nó rất là hay. Đấy, các bác và anh em nhìn cái gân loa này, gân cao su đàn hồi tốt nhé. Xung quanh vành loa này đều có những cái đệm mút xốp như này, 4 lỗ bắt ốc này. Khung loa này, to, chắc chắn, dày bạc. Hai phần tai loa đánh dấu cộng trừ âm dương rõ ràng ở đây. Phần nhện loa này, củ từ phía bên dưới này. Mặt ốp đằng sau là thông tin sản phẩm Pioneer, model sản phẩm P8816, 8 ohm 90 dB và 100W. Đây là những cái thông số kỹ thuật của loa để các bác và anh em tham khảo. Em sẽ đo kích thước để các bác và anh em tham khảo nhé. Đường kính toàn vành như lúc nãy em nói là 16,5 cm đường kính toàn vành này. Phần củ từ phía bên dưới có đường kính là 10 cm và độ dày củ từ là 2 cm. Độ dày củ từ là 2 cm, toàn vành là 10 cm. Kích thước để các bác và anh em tham khảo, chúng ta khoét thùng, chúng ta sẽ khoét thùng độ khoảng 14 phân đến 14,5 phân. Và chúng ta sẽ khoét âm xuống một chút để cái phần này nó hơi dày một chút này. Các bác và anh khoét âm thùng xuống một chút thì sau đó chúng ta đặt con loa vào rồi bắt 4 lỗ bắt ốc này, rất là đẹp luôn. Dòng loa mid-bass đường kính 16,5 cm. Còn bên này là dòng loa mid-bass đường kính 14,5 cm. Dòng loa mid-bass 14,5 cm này thì nó đặc biệt hơn một chút là cái phần củ từ phía bên dưới hãng họ đã bọc khử từ toàn bộ như này, có nghĩa là nó sẽ không bao giờ hút sắt các bạn nhé. Đây là một cái thước sắt của em này, không bao giờ hút sắt. Đây, để thước sắt vào đây rồi ra ngay lập tức, nó không hút sắt. Đó là đặc biệt của dòng loa mid-bass bên này. Bọc cửa từ như này thì âm thanh của nó sẽ sạch sẽ hơn. Mặt trước đây ạ, đường kính toàn vành này là 14,5 phân, cũng là cái dòng gân loa cao su này. Mặt loa màu đen, 4 lỗ bắt ốc, nước sơn cực kỳ đẹp và lì. Dòng này thì xung quanh vành loa thì không có đệm mút xốp như là dòng loa mid-bass 16,5 cm, nhưng mà nước sơn ở đây rất là đẹp và lì. Các bác và anh em nhìn cái nước sơn này, đen lì luôn nhé. Khung loa ở dưới này rất là chắc chắn. Hai phần tai loa đánh dấu cộng trừ âm dương rõ ràng. Cụ từ đây ạ. Mặt ốp đằng sau Pioneer, model sản phẩm là P6608, 90 dB, 8 ohm và 100W. Thông số kỹ thuật của loa, đường kính toàn vành là 14,5 cm rồi. Cụ từ phía bên dưới có kích thước là 8,5 cm và độ dày là 3,5 cm. Kích thước tham khảo để các bác và anh em quét thùng, chúng ta có thể tham khảo kích thước là từ 11,5 cm đến 12,5 cm là vừa đẹp nhé. Chúng ta cũng sẽ quét âm xuống một chút này. Chỗ này nó có một cái độ dày nhất định, các bác và anh em quét âm thùng xuống một chút thì đặt loa vào rồi bắt ốc nó rất là đẹp. Ngay sau đây thì em sẽ test sản phẩm để các bác và anh em chúng ta cùng nhau thẩm âm và nghe thử. Và hiện tại là em đang test ở môi trường ngoài, chưa cho vào trong thùng. Còn khi về nhà các bác và anh em ghép thùng này, chúng ta độ chế vào trong thùng loa, chất lượng âm thanh còn hay hơn rất nhiều so với việc em đang test ở môi trường ngoài như này. Cái mic phân tần thì em đã đấu sẵn và âm ly rồi. Rồi em sẽ bật âm ly này, rồi bật nhạc lên để các bác và anh em thẩm âm. Xin mời các bác và anh em. I got the bushes like, I don't know what's going on, I'm here with your boys.
Bây giờ sẽ chuyển qua dòng loa mid bass đường kính 16,5 cm để các bác và anh em chúng ta tiếp tục thẩm âm và nghe thử. Sau đó thì em sẽ thông báo mức giá sản phẩm sau. Sẽ tua lại cái đoạn nhạc vừa xong để các bác và anh em nghe nhé. Vừa xong là chất lượng âm thanh của hai dòng củ loa rời, dòng loa mid bass đường kính 16,5 cm và đường kính 14,5 cm. Sau đây thì em sẽ thông báo mức giá sản phẩm để các bác và anh em chúng ta cùng nhau tham khảo. Đầu tiên là về dòng loa mid bass đường kính 14,5 cm này, hiện tại đang có mức giá là 850.000 đồng một cặp hai chiếc, như này, một cặp hai chiếc 850.000 đồng. Còn về dòng loa mid bass đường kính 16,5 cm này, nó đắt hơn 100.000 là 950.000 đồng một cặp hai chiếc, mức giá là miễn phí giao hàng toàn quốc. Và dòng loa mid bass đường kính 16,5 cm này thì em đã tư vấn cho rất nhiều anh em độ chế vào trong thùng loa ở nhà có này, dựng loa dòng loa có, và đặc biệt hơn một cái là anh em sử dụng loa cánh ô tô có thể thay dòng loa này vào, rất là hay, rất là tuyệt vời. Và mọi thông tin chi tiết về tư vấn phối ghép hoặc đà sản phẩm, các bác và anh em có thể liên hệ trực tiếp với Phụ Kiện Audio qua số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình ở đây, 0835318889. Các bác và anh em có thể nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo với em. Nếu như các bác và anh em thấy video này hay và bổ ích, đừng quên ấn like video và chia sẻ video này để anh em, bạn bè, người thân của chúng ta có thể biết về một địa chỉ bán hàng âm thanh, bán đồ audio chất lượng tốt, giá thành phải chăng. Chân thành cảm ơn tất cả các bác và anh em đã cùng nhau theo dõi hết video trên kênh YouTube của Phụ Kiện Audio. Hẹn gặp lại tất cả các bác và anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.